đi được không? Dẫn cả nhà đi biển nha, đi ra đây mình xem có con mussel hay con chân rùa, tay rùa chứ, tay rùa bắt, tại vì mình không mua giấy phép rồi cả nhà, thì mình cứ đi mình thấy mình bắt, thấy có thì bắt, còn không có là thôi, không có thì đi chơi. See if I can just pull, because it's down at the bottom where I can't even see it. Oh, là vậy đó hả? Yeah, but did I leave something behind? I don't know. Cái này cũng chưa biết ăn như thế nào nữa. Nói chung là đem về đi rồi mình sẽ nghiên cứu ăn như thế nào nha. Eyes. Sẽ đi, mẹ sẽ đi cậy nó nha. Mẹ sẽ đi cậy nó. Rồi bây giờ mẹ sẽ bắt con mất sợ đây. Chiếc này mẹ đem một cái dao. Mẹ phải bỏ vô tay chứ không bỏ vô. Ok. Đây, bây giờ mẹ sẽ bắt nó nha. Cẩn thận cái nước nha. Ừ, mẹ biết rồi. Ok, mẹ biết rồi. Tay rùa, ốc tay rùa, không biết ăn như thế nào nữa nhưng mà thấy cũng bắn mắt lắm nè. Ok, vô thùng. Thái ạ, à? Ai vô Thái ạ? À? Về nó đứng ở đằng kia, hả? Trời ơi, con mấy ốc quá trời luôn kìa, ốc nhỏ 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 quá trời luôn. Mấy con ốc nhỏ 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 nó không biết ăn được không mà nhỏ nhỏ quá trời. Oh wow, biết quá anh.
coi ăn như thế nào ha. Trời ơi, hai cái tay của nó gặp bự chưa. Wow. Đã kìa. Cái này gỡ không cần cây đục luôn. Cái gì ta? Ừ. Rất là dễ lấy luôn. Cool. Yeah. The sun feels good though, huh? Daddy, yeah, you get the big ones that way. No, nếu như mà rất là tá được. Rửa xong rồi luộc. Rửa xong rồi luộc lên lấy thịt. Lấy thịt nấu lẩu. Nấu lẩu còn không thì chiên cơm. Nè cả nhà, chỗ này á rất là dễ lấy thịt nên lấy cái tay nó luôn nè. Ha. Nó dễ lấy á. Chỗ này nó dễ lấy, nó không khó. Cái con này à, là chỉ lấy được 10 cái tay thôi, 10 cái tay cho một người, một cái bằng thôi. Cho nên á hả, mình không có bắt nữa, mình bắt đủ 30 con rồi, 30 cái tay này rồi. Thì bây giờ sẽ đi bắt con mớt sò. Bây giờ mình sẽ lấy tiếp nha. Đây là nguyên bản luôn nè. Trời ơi, nó rất là dễ lấy luôn. Lúc đầu á có chỗ thì nó cứng khó lấy lắm. Bây giờ có chỗ nó dễ lấy lắm nha cả nhà. Trời ơi, ngồi đây mà nhổ lên thôi. Tính ra mấy cái con nó vừa nó nhỏ nhỏ vậy nè, nó có thịt ngon hơn là con bự nha. Con bự thiệt là bự chứ thịt nó không có ngon bằng á. Nó không mình không nghĩ là nó dễ lấy vậy luôn. Đợt trước mình đi lấy á hả, mình phải lấy cây lấy đồ mình đào lên á. Cái này là cái chỗ này nó dễ. Nó dễ khậy rồi nè. Trời ơi, nhổ lên nguyên đống luôn nè ơi. Nhổ lên nguyên đống luôn nè. Chỗ này dễ lấy nữa nè. Chị đã đem về rửa sạch sẽ luôn, lấy thịt bỏ vô nồi lẩu ha, nấu cháo ha, chiên mấy xèo, chiên cơm. Trời ơi, nó dễ lấy nè, nó dính vô từng chùm luôn nè cả nhà. Cha con phi với ông nội phi rồi đi vòng vòng chơi rồi đó. Hồi nãy là nhoi nhoi được một chút rồi đi rồi đó. Trời ơi, nhổ lên nguyên chùm luôn cả nhà ơi. Nó ham quá trời luôn. Mê quá chị mê. Có khi nào lụm hồi nữa nhổ lên lụm được cục vàng không trời. Lụm được cục vàng chắc vui lắm hả. Trời ơi, quá trời sướng sướng. Giờ là không biết nhiêu con luôn rồi đó. Nãy là chuẩn bị thêm em dao rồi nha, nhưng mà cuối cùng là chỗ này là không cần dao luôn. Rồi mình về mình luộc lên mình lấy thịt á, bỏ đông đá. Bây giờ
này trong chợ nó cũng có bán nha, một bịch nó cũng 10 đồng á, mười mấy đồng á. Chị hai cho con thì qua tới. Trời ơi, cái nhà như thế nó dễ lấy không? ngồi một chỗ tha hồ nhổ. Nè cái nhà mình nhổ kiếp mà giờ ở đây thành cái lõm luôn nè, nó dễ lấy lắm luôn á. Trời ơi, nó dính chùm luôn. Nghiêu gì á, quay tiếp cả nhà coi nha. Đây, tôi ngồi đi con, cái ghế ngồi đi phía. Bây giờ mình sẽ đem mớ sầu đi luộc nha cả nhà. Đây, bây giờ mình đã rửa sơ qua rồi, mình sẽ luộc và lấy thịt, luộc lấy thịt rửa lại nữa. Đang bắt nồi nước sôi ở trong. Đây, nó nước sôi rồi nè cả nhà. Sau khi luộc được mấy phút thì nó sẽ chín hết nè cả nhà. Cái con này á mình chỉ luộc sơ thôi, luộc nhiều quá nó cũng bị quéo nữa. Bây giờ mình sẽ vớt nó ra nha. Trời ơi, nó bự hết sức bự luôn. Ta cắt cái hai cái chỗ này nó ra thì nó rất là dễ lấy. Cái bữa đầu tiên á, cái con đầu tiên mình không biết không mà đợt rồi á, mình không biết gỡ á, mình tách nó rất là khó tách. Thế xong bây giờ mình biết rồi á, mình cắt hai cái bên này là sẽ dễ lấy cái con cái cục thịt nó ra lắm cái nhà. Cái con nó bự á, cái cục thịt nó sẽ rất là bự, đã sức chưa. Nhưng mà mình cũng sẽ lấy cái này ra luôn đó, nó dễ lấy lắm cả nhà. Mình sẽ rửa cát sạch sẽ xong mình cho vô cái chén cái tô ha. Cái vỏ bự hết sức bự. Cái là gỡ nó nguyên thao luôn nè cả nhà. Đó, nguyên một thao thịt. Đó. Bây giờ mình sẽ chia từng bịch nhỏ nhỏ ha, bỏ vô tủ lạnh. Để chiên cơm hay là ăn lẩu gì đó. Mình ra vô. Thu nu nặng ha. Cái này là luộc đúng chuẩn luôn nè, cái này là ăn được luôn đó. Còn cái này là mình luộc sơ thôi nè, nên nó chưa có chín đủ, bởi là để nó săn lại á. Cái này là chín tới luôn rồi nè. Này là chấm muối tiêu ăn được luôn rồi cả nhà. Hai cả nhà ơi, giờ dẫn Sophia đi dạo biển nha. Sophia con nhát cái điện thoại đâu vậy? Nhát điện thoại đây. Thấy không? Thấy có màu trắng không? Lại nhát điện thoại đây. Thứ là gì? Thứ là nhát, gì? Nhát điện thoại vậy hả? Ok, nói chung là lạnh nha cả nhà. Lạnh. Cái điện thoại ăn mắm đó. Vậy hả? Dạ. Điện thoại mắm hả? Hồi dẫn. Giờ dẫn cả nhà đi biển nha. Đi biển chơi nha, tại vì mình đi xuống đây nè. Có đi bắt cua, bắt nghêu, bắt sò gì không cả nhà? Ngày mai ngày mốt thì cha Phi mới coi em. Coi em mực nước á. Coi mực nước rồi mới biết để mà bắt. Ơi. Vâng, khoai đẹp bông. Đẹp lắm. Đây là căn nhà của ông nội Phi trên biển, căn nhà màu vàng. Lạnh, ở ngoài này thì lạnh lạnh. Cái gì con? Ừ, ngửi đi. Mèo này. Mèo này.
Those or any other color would be just as nice. Yeah, hey, that's the same color. Yeah, same color. Oh, it's okay. Same color. Đi cẩn thận con. That's why I also think they color. Bao tay phía đâu? Bao tay đây nhỉ. Lạnh, đỡ lạnh ha. Đeo vô đỡ lạnh ha. Nếu không có là lạnh ha. Trời ơi. Khá nhỏ hơn không? Pretty hot. Màu cam, màu xanh. Hai màu luôn á. Tôi chọn nhiều màu, 7 màu. Để chưa hết á. Thì về đã nói nhìn mắc cười đó kìa. Này, thì về đã nói nhìn mắc cười. Điện thoại đâu rồi, điện thoại đâu. Điện thoại đây nè, thấy có một cánh không? Chạy cho bắt lạnh kìa. Trời ơi, trời, gió nó thổi. Cái con nó hổ nó lạnh. Chạy về là tập thể dục quá ha. Tập thể dục cho nó bớt lạnh ha. She rest her side. Sáng dậy sớm tập thể dục nha. Sáng dậy sớm chạy thể dục. Dậy sớm tập thể dục.